Các bạn này, giới thiệu các bạn sản phẩm đó chính là máy nghiền bột đa năng. Với mẫu máy là máy chúng ta sẽ nghiền nhỏ nhá. Thì với mẫu máy là máy nghiền thuốc bắc nha, thì công suất 2000W nhá, tốc độ là 2800 nhá. Đấy, nghiền khoảng tầm 1 cân một mẻ nhá. À, đây là cái nguyên liệu mình nghiền này. Đây là mình sâm này. Đây là cái vỏ sâm mình đã thái nhỏ ra rồi nhá. Thì bây giờ mình muốn nghiền nó thành cái bột này. Đây. Mình bỏ vào đây một củ luôn nữa, để hết luôn. Đây, mình sẽ nghiền luôn cả một mẻ luôn, một lần thôi đấy, đầy luôn nha, mình nghiền đầy nhá. Đấy, mình sẽ nghiền cái này độ mịn từ 30 đến 300 nhá, thì do các bạn đều điều chỉnh tốc độ và nghiền nhá, để lâu rồi lâu rồi. Đây, máy này nghiền ha. Chất liệu máy bằng inox nha, dao nghiền bằng inox nha. Đấy. Bắt đầu mình bỏ vào nhá. Đây là có cái ngàm này. Quay. Đây. Vặn nó vặn cái ốc ở dưới này. Nó siết vào. Ok. Vặn sơ sơ là được. Rồi, vặn sơ sơ là được. Lặp vào chưa? Ok nhá. Anh xem. Rồi. Đây. 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 Tốc độ này có thể điều chỉnh nhanh chậm. Tăng tốc độ lên này. Nhá. Đấy. Chờ nhỏ nát chưa? Đấy. Đây là vẫn chưa mịn lắm nhá, chưa mịn tăng lắm nhá. Thì bắt đầu mình lại bỏ tiếp vào này. Đấy. Rắc vào. Nó tăng lên. Không có là nó bay bụi ra đây này. Rồi. Phí của sâm ra. Là sâm nhá. Đấy. Chúng ta phải nghiền chắc vào nhá. Có vẻ là hơi lâu, nhưng mà thôi chúng ta các bạn để chút ha, chỉ có một chút.